Watch out! Marked a location. Watch out! I got supplies. Watch out! Thank you.
Việt Nam. Các phép nhờ. Watch out. Mark the location. Ông thằng nữa nè. Không thấy dấu vết. Nếu nhận biết mình đài đồng chấu nè. Đi xuất sắc đâu có bằng top. Tôi mở cái thằng top 51. Top 51 thắng solo quận chị. Được á. Vậy đó. Đó. Chết rồi, chết rồi, bình à, có người trong nhà, cẩn thận trong nhà. Cẩn thận đấy. Đấy có đồ. Nấp nấp xíu. Tin chuẩn chưa? Tin chuẩn rồi đó em. Không, chưa okay. Tin chuẩn lắm. Chưa tin chuẩn lắm. Không biết nữa, kiểm tra thôi đi. Ok, mình là tin chuẩn chưa chắc. Chưa biết nữa. À, có tiếng dừng phía sau, có thằng phía sau đây nè. Watch out. Móc cái này biết ngay mà. Ê, con đâu đâu. Watch out. Watch out. Một thằng đèn quá. Một thằng đồ bóng không? Thấy rồi đó, còn đúng thằng đồ bóng nữa thôi, thấy rồi đó. Đen quá. Bắn không được, chứ chờ móc. Ủa, vẫn còn một thằng đồng đậu nữa hả? Mới có ba thằng nóc, đâu còn một thằng nữa ấy. Không biết nữa, không còn đợi chị ấy. Ông coi tới sát tôi có đợi gì không? À, hay là có mặt 16 nữa mà. Rồi bắn không giáp, bắn chịu quá. Nóc 1 đang có lợi thế công luôn đi. Nếu mà tìm hơn là tìm 4 thì còn 3 thằng. Nhưng mà tìm đây thì chắc còn kia thôi. Có một thằng lơ ngơ. Ông mơ ơi, vô đi. Vô đi chứ sợ chi. Có đồng đậu gánh cho lo đi. Hay cái mặt 14 giữ mộng mà, mặt 14 giữ mộng vậy chờ hơn. ông nhặt cơm đậu đấy. Thôi kệ, ngày cuối là nhặt đi, không sao đâu. Chắc cũng chữ tôn. Enemies ahead. Có người. Ông đã ông biên có người ở trên đầu. Coi thử. Góc này không có cho xem màn hình được. Mấy cái gì có thể nhìn màn hình đồng đậu hơi khó nhìn chứ. Nhưng còn sớm. À, đó kìa. Tiếng đạn coi thử. Mở chỗ gốc đai tặng đá gì đó thôi. Nếu mà kia ở chỗ gốc đai hoặc tặng đá gì đó. À chỗ xa có một thằng chạy tới nữa. Một thằng. Ok, yếu là một thằng chỗ xa xe đầu tiên. Với lại một thằng đi trên đầu cũng đang núp sau gốc đai. Ok. Kìa. À. Ông ta à, đó có thằng nó đu gốc cây gì đó, gốc cây sợ đổ gốc rồi, sợ đổ gốc chiếm cái tháp nữa kìa. Nó bắn cover cho cái thằng mà chỗ mà cái xe nó kìa, nó chạy rồi. Mắng cô vừa trước cho cái thằng cái xe nó chạy. Watch out. Watch out. À có một thằng ở chỗ nó kìa.
Watch out. Ông chị, cái thằng chị tìm mà đấy. Watch out. Hình như cái thằng trường hợp 6 là tìm đi có thể tìm bấu. Biết nè. À, tôi biết ngỡ đào rồi đấy. Ở Watch trước, out. Đó, đó, phía trước mà. Ông cầm lại, ông cầm lại, ông cầm lại kìa, ông cầm lại, ông cầm lại kìa. Cộng cầm lại kìa, cộng cầm lại kìa. Nó đứng như chỗ tháp nhảy xuống và nãy nó xoáy luôn rồi. Đã, ok, tên. Ok. Thank you. Còn nữa. Watch out. Còn. Còn nghe. Watch out. Nãy giờ mà tôi kia là khỏe rồi. Một thằng công lại gà. Đó kìa. Thank you.